tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Hợi. Bước vào tháng lục xung, vận trình công việc của người tuổi Hợi gặp không ít trở ngại, cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ hơn lên toàn cục diện. Thời gian này, cần cải thiện các mối quan hệ xã giao, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người. Tài vận kém, tình hình tài chính bấp bênh, không ổn định, khó tụ tài, cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình, rất dễ bị lừa gạt. Trong tháng, mạng nguyệt lệnh lâm tử ở Hợi, báo hiệu vận trình sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, cần chú ý nhiều hơn tới phương diện này, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi và dưỡng sinh nâng cao sức khỏe. Dưới sự ảnh hưởng của ác tinh này, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng thiếu sự hài hòa, giận dỗi liên miên. Tử vi sự nghiệp, sang tháng Ất Tỵ, người tuổi Hợi lâm tượng tương xung, tứ bề tiềm ẩn cạnh tranh, mâu thuẫn, so với tử vi tháng trước, tháng này còn ảm đạm hơn. Trong mọi trường hợp, cần phải thận trọng ứng phó, đừng lơ là, khinh suất, kẻo ảnh hưởng tồi tệ đến toàn cục diện. Trong khoảng thời gian này, việc cải thiện các mối quan hệ xã giao là vô cùng cần thiết, vì vận khí giảm, nếu không có quý nhân giúp sức, e rằng một mình bản mệnh ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả. Làm việc gì cũng cần để ý trước sau, đừng thể hiện cái tôi quá mạnh. Ngược lại, biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, đó mới là người thông minh. Tháng này, mệnh chủ Hợi Thủy vừa tương khắc thái tuế, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên làm gì cũng có cảm giác trúc trắc, bất thuận. Nhất là với những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính, đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công, mất sức, tổn hao trí lực. Nhảy việc trong giai đoạn này cũng không phải là quyết định khôn ngoan. Nếu chỉ vì lý do công việc hiện tại lương thấp, khuyên bạn đừng nghĩ tới chuyện thay đổi công việc vội. Có câu, vạn sự khởi đầu nan, phải có thời gian trải qua thăng trầm, phấn đấu thì mới được ghi nhận và gặt hái thành quả xứng đáng. Một khi bạn chưa dốc sức hết mình để cống hiến thì đừng đòi hỏi quá nhiều từ xã hội. Chuyện học hành, bài vở của người tuổi Hợi cũng vấp phải nhiều khó khăn, thành tích học tập đi xuống, hè đến rồi, các bạn sắp có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Trước đó, hãy lên dây cót tập trung tinh thần thi cử cho thật tốt, tới kỳ nghỉ là xả hơi triệt để. Tử vi tài lộc, dưới sức ép của cục diện tị hợi tương xung, vận trình tài lộc của người tuổi Hợi đi xuống rõ rệt. Trong khi bản mệnh loay hoay với công việc, tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, thì lại xuất hiện tiểu nhân cản trở, áp lực tứ bề. Tình hình tài chính vẫn còn bấp bênh, chưa thể ổn định được ở giai đoạn này, đòi hỏi mệnh chủ càng phải nỗ lực hơn nữa, mất phương hướng trong công việc, cuộc sống là lý do khiến bạn tới giờ này vẫn chưa thể tìm ra con đường đi cho riêng mình, nên tài lộc khó tụ. Trong tháng, sẽ xuất hiện khá nhiều việc bất ngờ cần chi dùng nhiều tiền, tuổi Hợi nên có sự chuẩn bị rõ ràng, lưu ý, hạn chế tiến hành vay mượn, thế chấp trong tháng, nhất là mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình, rất dễ bị lừa gạt. Sự xuất hiện của đại hao hung tinh còn mang tới sự xui xẻo cũng như mất tiền mất của, họa vô đơn chí. Khi ra ngoài đường phải cẩn thận, không mang theo đồ quý giá hay nhiều tiền mặt. Trước khi ra khỏi nhà, cần kiểm tra khóa cửa kỹ càng, kẻo hớ hênh là bị kẻ trộm đột nhập. Tử vi sức khỏe. Trong tháng Ất Tỵ, nguyệt lệnh lâm tử ở Hợi, tình trạng sức khỏe của người tuổi Hợi không lý tưởng, cần chú trọng nhiều tới phương diện này. Tháng 4 lập hạ, tiết trời oi bức, nhiệt độ tăng nhanh, hỏa khí vượng càng gây thêm áp lực cho Hợi Thủy, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đau đầu, chóng mặt là điều dễ hiểu. Hợi Thủy bị âm hỏa khắc mạnh, dễ khiến thận hư, hoạt động của thận trục trặc, gây ra cảm giác chán ăn, ngủ không ngon giấc, da dẻ xanh xao vàng vọt. Trong các bữa ăn hàng ngày nên bổ sung nhiều thực phẩm có lợi cho thận như ớt đỏ, tỏi, bắp cải, súp lơ, táo, nho, cá, trứng. Áp lực công việc là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tinh thần sa sút, từ đó ảnh hưởng gián tiếp tới sức khỏe. Khi đã về tới nhà, tốt hơn hết đừng mang công việc, mang những bức xúc ấy về nhà. Việc nào vào việc đó, nhà là nơi để nghỉ ngơi, gia đình sum vầy. Đừng vì chuyện bực dọc cá nhân khiến gia đình mất vui, tới lúc lên giường đi ngủ rồi vẫn phải suy nghĩ ngợi nhiều thứ, ảnh hưởng sức khỏe. Tử vi tình cảm. Ất Mộc tử ở Hợi, tử coi như ác tinh hoành hành, khiến bản mệnh đa sầu đa cảm, nhiều muộn phiền nhưng lại không chịu chia sẻ với mọi người xung quanh nên tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu. Khi không giải tỏa được áp lực tâm lý, tinh thần sa sút, không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới chuyện tình yêu, gia đình, vận trình tình cảm giảm sút.
Thêm nữa, dưới sự chi phối của cục diện tương xung, bản mệnh luôn bị người khác gây hấn, tìm cách quấy phá vận trình. Dù không muốn quản chuyện bao đồng, nhưng quá nhiều yếu tố ảnh hưởng khiến bạn chẳng thể an tâm làm việc hay quan tâm tới gia đình, tình cảm lứa đôi dần đi vào ngõ cụt. Tương xung còn mang hàm ý có kẻ thứ ba chen ngang, phá hoại hạnh phúc gia đình. Tuổi Hợi cần thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, trong mọi trường hợp. Hãy thể hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát, đừng đứng núi này trông núi nọ, dễ sa đà chuyện trai gái, khiến gia đình tan vỡ. Người độc thân có thể sẽ có trải nghiệm buồn trong chuyện tình cảm, tình yêu vừa mới chớm nở đã vội phai tàn, gặp người ưng ý đã khó, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã phải chia lìa vì những lý do khách quan, thôi thì coi như duyên số đã ăn bài, có duyên ắt gặp lại, hãy nghĩ thoáng ra để tâm hồn được thư thái.